Diện mạo mới nhất của Hoài Lâm Hoài Lâm đã có màn thay đổi diện mạo để trở nên cá tính và độc đáo hơn. Mới đây nhất, Hoài Lâm còn hé lộ ngoại hình vừa được thay đổi của mình. Anh đã nhuộm kiểu tóc với hai màu đen trắng trông rất nổi bật và khác lạ. Động thái của nam ca sĩ khiến fan thích thú bởi đã lâu rồi, Hoài Lâm không trau chuốt nhiều cho vẻ ngoài của mình. Phần đông ý kiến cho rằng mái tóc mới khiến anh trở nên cá tính, nổi bật hơn hẳn. Dù đã ẩn và không còn hoạt động sâu bít năng nổ như trước song Hoài Lâm vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Anh vẫn ra các sản phẩm âm nhạc đều đặn và thường xuyên giao lưu với khán giả thông qua những nền tảng khác nhau. Giọng hát của nam ca sĩ có chút thay đổi song vẫn được đánh giá cao, có chất riêng không lẫn lộn giữa sâu bít Việt. Một điều khiến netizen chú ý đến Hoài Lâm hơn cả chính là cuộc sống thường ngày của anh. Có thể thấy, từ ngày lui về ẩn, Hoài Lâm không trao chuốt ngoại hình nhiều như trước nam ca sĩ gắn liền với những bộ trang phục giản dị gương mặt mộc và thân hình có phần tăng cân